Tại sao Việt Nam dám đặt thủ đô ngay gần kẻ thù lớn nhất? Quý vị và các bạn thân mến, thủ đô của một quốc gia, dù là thời bình hay thời chiến, đều được ví như trái tim của Tổ quốc. Vì vậy, việc phòng thủ nơi đây vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến sự tồn vong của một quốc gia. Việc lựa chọn nơi để đặt làm thủ đô cũng phải hội tụ rất nhiều yếu tố từ khía cạnh lịch sử, địa lý, quân sự và lòng dân. Thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng vậy. Thủ đô Hà Nội ngày nay hay Thăng Long xưa là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố địa linh nhân kiệt, là đất rồng bay phượng múa, là nơi mà tinh thần yêu nước nồng nàn, luôn quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Duy chỉ có một điều mà rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc, đó là tại sao chúng ta lại đặt thủ đô rất gần với Trung Quốc, kẻ thù ngàn năm của chúng ta. Thậm chí, khoảng cách gần nhất từ biên giới Trung Quốc đến Hà Nội chỉ có 180 km. Một khoảng cách có thể nói là quá gần, quá nguy hiểm. Vậy điều gì khiến thủ đô của chúng ta có thể hiên ngang tồn tại và phát triển cho đến ngày nay, dù phải sống dưới sự nhòm ngó, tham vọng, nuốt trọn chúng ta bất cứ lúc nào của kẻ thù? Mến mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số lý do qua video ngày hôm nay cùng với hồ sơ quyền lực. Lựa chọn duy nhất xét từ lịch sử thế giới. Thủ đô giống như con tim của mỗi người. Đó là nơi quan trọng nhất của quốc gia. Cho nên an toàn của thủ đô chính là cơ sở của an ninh quốc gia. Một khi thủ đô bị công phá thì có thể xem là một tai họa vong quốc. Do đó, từ thời cổ đại, rất nhiều vương triều diệt vong đều bắt đầu từ tình huống thủ đô bị đánh chiếm. Thông thường, thủ đô không đặt ở bên cạnh hoặc là ở vị trí cách nước khác quá gần. Bởi lẽ nếu chiến tranh nổ ra, thì quân địch sẽ chỉ mất có vài giờ là có thể tiến quân tới chân thành, sẽ vô cùng nguy hiểm. Việt Nam đã có thời gian dài phải chịu sự đô hộ của các thế lực phương Bắc. Nó được gọi là 1.000 năm Bắc thuộc, sau khi Ngô Quyền đứng lên giành lại độc lập cho đất nước vào năm 938. Từ đó về sau, thời kỳ nào giữa Đại Việt và Trung Quốc cũng đều có chiến tranh. Thời Tiền Lê có chiến tranh Tống Việt năm 938, dưới triều đại của vua Lê Đại Hành. Thời Lý thì có cuộc tấn công sang đất Tống của Lý Thường Kiệt, và sau đó là cuộc chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt. Thời Trần thì đã quá nổi tiếng với 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, một trong những đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Rồi sau đó là sự đô hộ của nhà Minh, dẫn đến khởi nghĩa Lam Sơn, rồi nhà Thanh và sau đó là Trung Quốc Cộng sản. Do đó, đối với Việt Nam mà nói, Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp từ đời này sang đời khác. Vậy mà thủ đô của Việt Nam là Hà Nội thì rất không thích đáng. Nếu xét trên các học thuyết quân sự, bởi vì Hà Nội cách biên giới với Trung Quốc chỉ khoảng 180 cây số. Hơn nữa, Hà Nội cũng chưa phải là nơi giàu có nhất của Việt Nam. Nó nằm ở miền Bắc, cách xa miền Trung và miền Nam. Do khoảng cách xa xôi, thế nên rất khó có thể quản lý, kiểm soát hữu hiệu đối với toàn quốc. Điều càng quan trọng hơn nữa là trung tâm kinh tế của Việt Nam thì lại đều nằm ở phía nam đất nước. Đã nguy hiểm, lại còn không thích hợp như vậy. Tại sao Việt Nam vẫn đặt thủ đô ở Hà Nội là điều mà rất nhiều người không thể hiểu rõ. Nếu rời đến miền Trung hoặc là miền Nam, chẳng phải tốt hơn sao? Sự thực thì không hề như vậy. Khi nhìn vào đặc điểm địa lý và lịch sử của đất nước ta, sẽ thấy rằng Hà Nội là lựa chọn tối ưu nhất, không thể thay thế. Xét từ địa lý, thì khi chống lại các thế lực từ Trung Quốc, thì phía Bắc là quan trọng nhất. Nếu không muốn nói là một khi mất phương Bắc thì Việt Nam sẽ khó sinh tồn. Bởi vì miền Nam Việt Nam đều là bình nguyên, dễ công, khó thủ. Cho nên tiến hành phòng thủ ở miền Bắc là cơ sở. Hơn nữa, vì khu vực phía Bắc của Việt Nam là địa bàn rừng rậm, núi non hiểm trở. Cả khu vực này dễ thủ khó công, cho nên là nơi phòng thủ tốt nhất. Nếu rời đô đến miền Trung thì lại càng nguy hiểm hơn. Nó dễ bị chia cắt. Nếu rời đô đến miền Nam thì với địa hình đồng bằng như vậy, càng không dễ gì để phòng thủ. Đó là về địa lý. Còn xét về lịch sử, ta có thể thấy rằng Hà Nội luôn là nơi được các triều đại phong kiến Việt Nam lựa chọn làm thủ đô. Thậm chí ngay cả khi chịu ách đô hộ của phương Bắc và sau này là người Pháp, thì vị trí này vẫn không thay đổi. Nhìn lại lịch sử nước ta sau thời Hùng Vương, đóng đô ở Phú Thọ,
thì An Dương Vương đã rời đô về vùng Đông Anh, ngoại thành Hà Nội ngày nay và cho xây Loa Thành. Tiếp đó, trong thời kỳ bị phong kiến Trung Quốc thống trị 1.000 năm, các triều đại Trung Quốc vẫn đặt trụ sở cai trị ở những vị trí loanh quanh khu vực Hà Nội, chẳng hạn như Cao Biển thì xây thành Đại La. Đến thế kỷ thứ 9, trong thời kỳ người Việt giành lại độc lập, từ Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ cho tới Ngô Quyền vẫn đều đặt thủ đô tại thành Cổ Loa hoặc là Đại La. Duy có một thời gian ngắn, nhà Đinh và nhà Tiền Lê đóng đô tại Hoa Lư, nhưng sau đó nhà Lý lại rời đô ra thành Đại La và đầu tiên là thành Thăng Long. Từ thế kỷ thứ 10 đến cuối thế kỷ thứ 18, Thăng Long là kinh đô của các triều đại Lý, Trần, Lê. Khi nhà Tây Sơn khởi nghĩa tiêu diệt thế lực của Chúa Nguyễn và Chúa Trịnh, thì lúc này nội bộ của nhà Tây Sơn đã chia làm ba. Nguyễn Huệ đóng tại Phú Xuân Huế, Nguyễn Nhạc đóng ở quê cũ là Quy Nhơn, còn Nguyễn Lữ thì đóng ở Gia Định. Sau đó, khi nhà Nguyễn tiêu diệt nhà Tây Sơn vào năm 1802, vua Gia Long lên ngôi, định đô ở Huế, nơi mà các chúa Nguyễn, tổ tiên của ông đã gây dựng sự nghiệp hàng trăm năm trước. Trong quá trình Pháp xâm lược Việt Nam, ban đầu họ xâm chiếm Nam Kỳ và xây soái phủ ở Sài Gòn. Từ miền Nam Việt Nam, Pháp gặm nhấm dần sang miền Trung và miền Bắc, rồi ra toàn cõi Đông Dương. Đến cuối thập niên năm 1880, thì họ cơ bản đã thực hiện xong công cuộc xâm lược xứ Đông Dương. Năm 1887, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh thành lập Phủ Toàn quyền Đông Dương để cai quản toàn bộ hệ thống chính trị thuộc địa Pháp ở xứ này. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ thứ 20, người Pháp lại quyết định dinh toàn quyền sẽ ở Hà Nội, và đến năm 1906, khi dinh xây xong, thì họ chuyển hết cơ quan của Phủ Toàn quyền ra Hà Nội. Dinh toàn quyền Đông Dương chính là Phủ Chủ tịch nước của chúng ta ngày nay. Cho tới nay, chưa có tài liệu nào đầy đủ giải thích là tại sao Pháp lại chuyển trụ sở cai trị từ Sài Gòn ra Hà Nội. Tuy nhiên, việc Pháp chọn Hà Nội làm trụ sở, đặt cơ quan cai trị đã cho thấy vị trí địa lý trung gian không phải là tiêu chí hàng đầu trong việc chọn đất định đô, mà còn phải xét đến nhiều yếu tố khác về tự nhiên và xã hội. Xét về phong thủy và những giai thoại, truyền thuyết dân gian của Việt Nam, thì Hà Nội hay xưa là Thăng Long, mang thế rồng cuộn, hổ ngồi. Hà Nội hội tụ đầy đủ những dòng nguyên khí từ trên trời xuống, từ bên ngoài vào, từ các dòng sông chuyển tới. Nên có thể nói rằng Hà Nội là vùng địa linh nhân kiệt, có vững khí tồn tại đến muôn đời. Học thuyết chiến tranh nhân dân. Ở trên cao đã nhìn mọi thứ ở góc độ địa lý và lịch sử. Vậy còn nhìn ở góc độ quân sự thì sao? Riêng ở góc độ này thì ta có thể thấy một sự khác biệt và sáng tạo với quân sự của tổ tiên chúng ta. Lịch sử chiến tranh cổ đại của Trung Quốc hay các đế chế hùng mạnh một thời của thế giới cực kỳ chú trọng thủ đô, và khi thủ đô mất thì coi như nước mất. Từ đó, khái niệm toàn đô, toàn quốc đã ra đời, có nghĩa là còn kinh đô thì còn đất nước. Thậm chí như thời hiện đại, khi Nhật Bản tiến hành xâm lược Trung Quốc, trước khi thất thủ, Tưởng Giới Thạch phải ra lệnh rời đô. Ví dụ thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc lúc này ở Lam Kinh, sau đó thì rời về Vũ Hán, rồi tới Trùng Khánh. Điều này phần nào nói lên khái niệm còn kinh đô thì còn đất nước của họ. Thế nhưng nhìn vào lịch sử của Việt Nam, kinh nghiệm chiến tranh của nhà Trần đã hình thành nên khái niệm toàn quân, toàn quốc, nghĩa là còn triều đình, còn quân đội thì còn đất nước. Quân Mông Nguyên giỏi công phá thành trì, nhưng sang Đại Việt, sở trường này không còn chỗ dùng vì quân Trần không chủ trương sống chết, giữ thành. Phát huy kinh nghiệm của nhà Trần, quân Tây Sơn cũng rút bỏ Thăng Long mà về Tam Điệp, rồi giáng một đòn sấm sét vào quân Thanh kiêu ngạo sau khi chiếm được Thăng Long dễ dàng. Trong cuộc chiến tranh chống Pháp năm 1946, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không chủ trương sống chết với Thành, nên đã di chuyển phân tán về vùng rừng núi Việt Bắc, chỉ để một phần lực lượng quân sự đánh quyết tử ở Hà Nội để cầm chân quân Pháp, nhằm tranh thủ thời gian cho các cơ quan sơ tán an toàn, và đất nước thì có thời gian dần dần chuyển sang thời chiến. Năm 1947, khi Pháp đưa quân tấn công Việt Bắc, đánh vào thủ đô kháng chiến, một lần nữa cơ quan chính phủ lại sơ tán, tránh địch.
các đơn vị quân đội không giản quân đánh kiểu trận địa mà phân tán, đánh du kích. Chủ yếu là dùng hình thức tập kích, phục kích để làm thất bại kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của đối phương. Trong khi phía ta thì vẫn bảo toàn được lực lượng. Đó cũng là những ví dụ minh họa cho tư tưởng toàn quân, toàn quốc đánh giặc. Đây chính là kinh nghiệm quân sự của cha ông chúng ta. Thủ đô thì dù sao cũng chỉ là vùng đất, cứ để đó, nó chẳng có chân mà chạy được. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Nếu cứ quan trọng thủ đô thì trong điều kiện ngày nay với tiềm lực của Trung Quốc, thì dù cho thủ đô ở tận mũi Cà Mau thì cũng chưa phải là an toàn. Rốt cuộc thì thủ đô quan trọng, nhưng không nên gắn thủ đô với sự tồn vong của đất nước. Chống quân xâm lược hùng mạnh. Nếu phòng ngự thủ động, dàn quân ra sống chết giữ thành, thì kết cục dù giữ được hay là không thì thủ đô cũng tan nát. Do đó, tư tưởng toàn quân, toàn quốc phân tán, phòng tránh mũi nhọn ban đầu của kẻ địch vẫn là một kinh nghiệm quý báu cần phát huy trong thời đại chiến tranh ngày nay. Người Trung Quốc hay nghĩ rằng đánh lên Hà Nội, chiếm được Hà Nội là đạt được mục tiêu dạy Việt Nam bài học. Từ các triều đại phong kiến của họ cho đến Hứa Thế Hữu, năm 1979, từng khoác lác là chỉ cần 2 tiếng là có thể tiến đến Hà Nội. Các thế lực phương Bắc luôn mong kịch bản chúng ta cố thủ và sống chết giữ thành, để từ đó mất thành cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của quân đội. Thế nhưng kịch bản ấy thì đẹp, chỉ tiếc là nó không thể xảy ra, bởi bài học lịch sử ngàn năm thì vẫn còn đấy. Quân Nguyên 3 lần chiếm thành Thăng Long, rồi 3 lần chạy bán sống, bán chết. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng về nước, còn Toa Đô thì mất đầu. Hoặc là bài học về Tô Sĩ Nghị, vảnh râu tiến vào Thăng Long, rồi ngựa thì không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp chạy về nước. Hay như thực dân Pháp năm 1946 chiếm được Hà Nội, sau đó vẫn phải ký vào Hiệp định Geneva, xách ba lô về nước. Với quân xâm lược, chiếm được thành trì là một mục tiêu quan trọng. Còn với quân chống xâm lược thì tiêu diệt quân đội xâm lược mới là mục tiêu chính. Cho nên thủ đô dù quan trọng, nhưng con người còn là yếu tố quan trọng hơn. Đó chính là kinh nghiệm và bài học chiến tranh nhân dân mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Còn đối với quý vị thì ý kiến của quý vị như thế nào? Hãy comment phía bên dưới video ngày hôm nay để cùng chia sẻ cho ban biên tập chương trình và mọi người cùng được biết. Quý vị thân mến, chiến tranh nhân dân có thể nói là phương châm hoạt động và là chìa khóa dẫn đến chiến thắng cho quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều lần như Pháp, Mỹ hay Trung Quốc. Ở đó, một người dân bình thường, ban ngày làm ruộng, nhưng ban đêm vẫn có thể hóa thân thành một chiến sĩ du kích can trường, sẵn sàng đánh cho quân xâm lược phải đu càng. Nếu như quân Mỹ đã nếm mùi đau khổ với 1001 loại bẫy tại Củ Chi, thì quân Trung Quốc cũng khiếp sợ với lối đánh du kích độc nhất vô nhị của Việt Nam tại biên giới phía Bắc. Những người dân thường Việt Nam gây ra thương vong cho chúng nhiều đến nỗi, trong cuộc chiến cuối cùng, quân đội Trung Quốc vì quá cay cú đã không từ thủ đoạn mà nhẫn tâm thực hiện những hành động cực kỳ hèn hạ, khiến cho không chỉ dư luận thế giới bị rúng động, mà cả báo chí trong nội bộ Trung Quốc cũng phải xấu hổ. Lý do chính thức của Trung Quốc đưa ra biện hộ cho cuộc tấn công xâm lược Việt Nam là các vấn đề lãnh thổ và Hoa Kiều. Mặc dù cả Trung Quốc và Việt Nam vào thời điểm đó đều là phe Cộng sản. Vậy nên, việc Trung Quốc tuyên bố họ đánh Việt Nam là cuộc phản kích tự vệ thật sự không ai có thể chấp nhận được. Việt Nam khi đó vừa mới ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Liên Xô cũ. Cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phản bội cách mạng, vì Bắc Kinh thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trước đó, khoảng 160.000 Hoa Kiều đã bị Hà Nội trục xuất khỏi Việt Nam trước khi chiến tranh nổ ra. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lúng túng, phát hiện ra họ không đủ khả năng sắp xếp cho những người tị nạn trở về. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, tuyên bố rằng chiến tranh để bảo vệ Hoa Kiều vẫn không thuyết phục được dư luận, bởi vì ít nhất 200.000 Hoa Kiều ở Campuchia đã bị tàn sát dưới sự cai trị của Khmer Đỏ cũng vào thời điểm đó. Nhưng Bắc Kinh đã không có một lời bảo vệ họ, nói gì đến hành động quân sự. Tuy nhiên, những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công Việt Nam để giải quyết nguy cơ diệt vong của Khmer Đỏ được coi là một trong những yếu tố chính trong việc phát động chiến tranh. 40 ngày trước khi chiến tranh biên giới Việt-Trung nổ ra, Việt Nam với sự hỗ trợ của Liên Xô cũ đã lật đổ chế độ Khmer Đỏ
theo đuổi chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở Campuchia. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp nhất của chiến tranh biên giới Việt Trung. Chiến lược của Bắc Kinh đối với Việt Nam vào thời điểm đó là chiến lược vây ngụy cứu triệu, hy vọng một cuộc tấn công vào Việt Nam sẽ làm giảm bớt các cuộc tấn công của Việt Nam đối với Khmer Đỏ, kẻ đã thất bại và bị buộc phải chuyển sang chiến tranh du kích. Đặng Tiểu Bình muốn dạy Việt Nam một bài học. Việt Nam phát động một cuộc phản công quy mô lớn vào Campuchia vào ngày 25 tháng 12 năm 1978 và chiếm được Phnom Penh sau 2 tuần. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ ngay từ đầu. Ông Dương Danh Di được bổ nhiệm là bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh từ tháng 9 năm 1977, nhớ lại. Tháng 12 năm 1978, trong chuyến thăm một số nước Đông Nam Á, Đặng Tiểu Bình đã nói một số điều mà tôi thấy không thích hợp với tư cách nhà lãnh đạo của một quốc gia văn minh. Ông Đặng nói rằng Việt Nam là một kẻ lưu manh, chúng ta cần phải dạy cho nó một bài học. Tôi thấy ông ta nói những lời thô lỗ trên TV, những lời độc ác của ông ta, tôi mãi mãi không thể nào quên. Kích động chủ nghĩa dân tộc thông qua chiến tranh. Ngoài ra, ở Trung Quốc, cách mạng văn hóa vừa kết thúc, một tập thể lãnh đạo mới bắt đầu cầm quyền. Do cuộc cách mạng văn hóa khiến các tầng lớp nhân dân mất đi sự tín nhiệm với sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các chính trị gia hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng cần phải phát động một cuộc chiến tranh chống lại những kẻ xâm lược để kích động tình cảm chủ nghĩa dân tộc của người dân. Sau chiến tranh biên giới Việt Trung, Đặng Tiểu Bình đã thành công giành được quyền trong Đảng và khiến Hoa Quốc Phong mất chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, để rồi Đặng nắm được đại quyền. Có thể thấy, Đặng biết rõ sức chiến đấu của quân đội Trung Quốc suy yếu sau cách mạng văn hóa, nhưng Đặng vẫn quyết tâm khai chiến với Việt Nam. Mục đích chính là thông qua phát động chiến tranh để đánh đổ các đối thủ trong Đảng và củng cố quyền lực của mình. Vậy nên, Đặng coi các sĩ quan, binh lính thường chỉ là bia đỡ đạn cho mình. Đã có không ít bài viết của phóng viên quốc tế đứng trên góc độ quân sự, phơi bày sự ngu ngốc xấu xí và tàn ác của quân đội Trung Quốc. Cuối cùng, với chiến thuật biển người đã thất bại, thiệt hại hơn 60.000 binh sĩ, còn số thương vong này còn cao hơn số thương vong của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam trong hơn một thập kỷ. Chiến tranh xâm lược Việt Nam của Đặng Tiểu Bình để lại ký ức thù hận cho người Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu công khai về cuộc chiến này. Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, để giúp đỡ và phối hợp với tàn dư chính quyền Khmer Đỏ Campuchia bị Việt Nam lật đổ, Trung Quốc đã phát động một cuộc chiến mà họ gọi là cuộc phản công tự vệ, kéo dài 17 ngày chống lại Việt Nam, với mục đích kiềm chế việc triển khai quân đội của Việt Nam tại Campuchia. Số lượng binh lực Trung Quốc được huy động bằng tổng số quân đội của cả nước Việt Nam. Mặc dù vậy, quân đội Việt Nam, một đội quân đã trải qua thử thách chiến tranh lâu dài, trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ và mới kết thúc 4 năm. Chẳng những quân đội Việt Nam không rút quân đội của mình từ Campuchia về nước, mà còn rút các lực lượng, chủ lực gần biên giới Trung Quốc về tuyến sau, chỉ để lại bộ đội địa phương và dân quân tự vệ giỏi đánh du kích. Hơn nữa, còn áp dụng phương châm phân tán lực lượng, tránh giao chiến trực diện với quân đội Trung Quốc đông như kiến. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu ban đầu của quân đội Trung Quốc, khiến cho quân đội Trung Quốc trở thành một đám đông ô hợp, không có đất dụng võ. Quân đội Trung Quốc tấn công Việt Nam với 600.000 quân. Việt Nam đã chống cự quyết liệt bằng chiến tranh du kích. Việt Nam đã áp dụng biện pháp mà họ đã sử dụng đối phó với quân đội Mỹ năm xưa, khiến cho quân đội Trung Quốc bị động, bị tấn công ở khắp nơi. Chỉ trong 17 ngày ngắn ngủi đã tổn thất hơn 60.000 binh sĩ, vượt xa tổn thất mười mấy năm của quân đội Mỹ khi chiếm đóng Việt Nam. Trong những ngày đầu tiên quân đội Trung Quốc mới tiến vào Việt Nam, đã thực hiện chính sách chỉ đánh quân đội Việt Nam, không quấy rối dân chúng, khiến cho quân đội Việt Nam vốn tránh mũi nhọn kẻ thù và giỏi du kích càng có cơ hội. Hơn nữa, dân chúng Việt Nam đều trở thành binh lính, tích cực hỗ trợ quân đội của mình tiến hành đào bẫy, đặt mình, đánh lén sau lưng, bắn lén và chuyên đánh các đơn vị vận tải của quân đội Trung Quốc và đánh các đơn vị tiếp viện của Trung Quốc. Như vậy, quân đội tiền phương của Trung Quốc không được tiếp tế và chi viện, khiến họ không đánh mà tử loạn. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc không quen đường, lạ đất nên đã chịu thiệt hại lớn.
có rất nhiều câu chuyện về việc chiến tranh du kích của Việt Nam đã làm quân đội Trung Quốc khổ sở đến thế nào. Nhưng câu chuyện điển hình nhất mà quân sở Trung Quốc sau này có ghi chép lại rất rõ ràng để làm bài học trong các trường sĩ quan PLA. Một cụ ông Việt Nam đã diệt sạch đoàn xe vận tải Trung Quốc chỉ bằng một chiếc đài thu thanh radio. Cụ thể, sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 23 tháng 2 năm 1979. Quân đoàn số 13 quân đội Trung Quốc nhận lệnh cơ động để mở cuộc tấn công quy mô lớn vào các đơn vị của bộ đội Việt Nam tại khu vực Cam Đường, bờ Tây của sông Hồng, phía đông nam của làng cách xa. Có một dãy dứa rất rộng. Cách không xa dãy dứa là trận địa của Trung đoàn Pháo binh thuộc Sư đoàn 38 Trung Quốc. Toàn bộ các xe của Trung đoàn đều tập kết men theo con đường lớn gần ngôi làng. Ngoài ra, toàn bộ vật tư, trang thiết bị hậu cần và lương thực, khí cụ của quân Trung Quốc cũng đều được tập trung tại đây. Hàng trăm chiếc xe cùng với lượng khí tài như vậy trong một khu vực nhỏ lại không bị cản trở bởi địa hình, địa vật, nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu rất dễ thấy. Toàn bộ khu vực tập kết của quân Trung Quốc hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo binh Việt Nam. Và nếu muốn, bộ đội Việt Nam hoàn toàn có khả năng giã đạn vào đây bất cứ lúc nào. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Nỗi lo sợ của quân Trung Quốc đã trở thành hiện thực. Vào đúng 13 giờ 30 phút trưa, một vài quả đạn pháo bất ngờ tìm đến đúng vị trí tập kết. Trong tích tắc, đã làm nổ tung một chiếc xe chở đạn đậu ở sát ngôi làng cách xa. Đội ngũ binh sĩ Trung Quốc lập tức rối loạn. Ngay sau đó là hàng loạt cuộc tấn công của pháo binh Việt Nam nhắm vào khu vực này. Đạn pháo bay ầm ầm trên trời, lốp xe bị bắn nổ văng tứ tung xuống dãy dứa. Ngôi làng nhỏ vốn trong mấy ngày qua vẫn là một nơi đóng quân yên tĩnh, bỗng chốc trở thành bãi chiến trường với tiếng đạn pháo, tiếng la hét và tiếng nổ. Biển lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực, thậm chí còn có khói trắng bốc lên. Sau khi vụ tấn công ác liệt kết thúc, làng cách xa lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Các chỉ huy Trung Quốc lúc này mới từ từ chui ra khỏi vị trí ẩn nấp trong các hang đá, thì thấy ngôi làng rợp bóng cây cối ban đầu giờ đây đã gần như bị thiêu rụi và san bằng. Chỉ còn lại vài ngôi nhà hoang tàn, cây cối thì cháy xém, xe cổ nổ tan tành, bốc khói nghi ngút. Xác người nằm la liệt, lương thực thực phẩm văng tung tóe khắp mọi nơi. Khung cảnh nhìn chung là cực kỳ thảm thương, nhưng lại là cái kết xứng đáng cho quân xâm lược. Sau này, quân sở Trung Quốc thống kê lại, trận pháo kích của bộ đội Việt Nam đã làm hỏng 41 xe ô tô, 6 khẩu pháo và súng máy phòng không, 7 binh sĩ Trung Quốc thương vong. Tất nhiên, những trận pháo kích bất ngờ của quân đội Việt Nam vào đội hình quân Trung Quốc là không hề hiếm. Nhưng điều đặc biệt của trận đánh này khiến các chỉ huy Trung Quốc bất ngờ và tức sôi máu. Đó là người chỉ điểm cho quân Việt Nam bắn vào làng cách xa là một ông già. Và quân Trung Quốc lẽ ra đã đánh được trận tập kích trên nếu như không quá chủ quan mà bỏ qua ông cụ này. Trước đó vào ngày 21 tháng 2, tức là chỉ 2 ngày trước cuộc tấn công, sở chỉ huy cơ bản của Trung đoàn 112 hành quân đến phía tây bắc của làng cách xa và dừng chân khảo sát tại một vị trí cách làng chưa đầy 1 km vì phát hiện một số ngôi nhà khả nghi. Trung đội trưởng bảo vệ Lã Khôn Đồng lo ngại rằng quân Việt Nam có thể ẩn nấp trong nhà để đánh lén, nên đã ra lệnh cho binh sĩ lục soát kỹ lưỡng. Sau một hồi tìm kiếm, quân đội Trung Quốc không tìm thấy bộ đội Việt Nam nào, ngoài trừ một ông già khoảng 60 tuổi. Trong nhà ông cụ này có một căn hầm. Trong hầm có một chiếc radio xuất xứ Trung Quốc. Ngoài ra thì không hề có dấu hiệu khả nghi nào khác. Có lẽ nhìn thấy hàng hóa xuất xứ từ quê hương, nên đám lính Trung Quốc nảy sinh chủ quan, liền bỏ qua mà chẳng hề ngờ rằng đây chính là thứ sẽ đem lại tai họa cho chúng sau này. Sau này, đám sĩ quan xâm lược mới ngã ngửa rằng ông già hôm trước còn cười hề hề với chúng, hôm sau lại chính là người chỉ dẫn cho bộ đội Việt Nam pháo kích vào làng cách xa. Trưa ngày 23, đoàn xe bị tấn công, cụ ông đã nấp trong hầm, dùng chiếc điện đài liên lạc đã được ngụy trang thành đài radio để phát tín hiệu cho pháo binh Việt Nam tấn công, gây tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Trung Quốc. Sau khi hành động bị bại lộ, cụ ông ngay lập tức bỏ trốn nhưng không thoát được sự truy đuổi của quân Trung Quốc và hy sinh anh dũng. Danh tính của cụ ông dũng cảm và mưu trí này về sau không được tiết lộ. Ông cụ dĩ nhiên cũng chỉ là một người dân bình thường. Tuy nhiên, một thường dân Việt Nam lại có thể gây ra thiệt hại to lớn đến thế,
là điều quân đội Trung Quốc không thể chấp nhận nổi. Từ đó về sau, quân đội Trung Quốc thẹn quá hóa giận, thực hiện chính sách bốn sạch: giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch. Nhưng những điều này cũng không bắt bí được bộ đội chính quy Việt Nam. Trải qua nhiều năm chiến tranh, quân đội Việt Nam với chiến thuật du kích còn lão luyện hơn nhiều so với quân đội Trung Quốc thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những nơi bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng cũng đều là những vùng đất trống rỗng. Hơn nữa, lúc nào cũng bị du kích và dân chúng Việt Nam âm thầm tập kích và quấy rối. Quân đội Trung Quốc không có nơi ẩn náu và không được nghỉ ngơi, hồi phục, nên đã trở nên lo lắng, mệt mỏi, không chịu nổi. Các cuộc công kích sâu cũng không có tiến triển nhiều. Nhất là trong cuộc tấn công Lạng Sơn cuối cùng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vì muốn kết thúc sớm cuộc chiến lợi bất cập hại này, nên đã tìm thể diện để rút quân. Thế là Bắc Kinh nghiêm lệnh cho Đại quân Trung Quốc ở Việt Nam rằng trong vòng 3 ngày phải bằng mọi giá chiếm được Lạng Sơn, một thị xã trọng yếu có ý nghĩa chiến lược của Việt Nam. Vì thế, quân đội Trung Quốc dựa vào số lượng đông đảo, áp dụng chiến thuật oanh tạc loạn xạ vào Lạng Sơn, dùng chiến thuật biển người đánh bạt mạng. Trong 3 ngày chiến đấu, không tiếc cái giá mỗi ngày tổn thất hơn 10,000 binh sĩ. Cuối cùng, quân đội Trung Quốc cũng chiếm được Lạng Sơn lúc này đang ở trạng thái vườn khâu nhà trống. Sau khi chiếm được Lạng Sơn, ngoại trừ một mỏ than ngầm không bị phát hiện mà không bị phá hủy, các cơ sở còn lại bao gồm như trang trại, nhà ở của dân cư, ruộng đất và một số cơ sở hạ tầng công nghiệp đã bị quân đội Trung Quốc phá hủy. Một số vùng đất nông nghiệp bị phá hủy bởi bom hóa học của quân đội Trung Quốc. Nhiều năm sau này vẫn không khôi phục và trồng trọt được. Sau chiến tranh biên giới Việt-Trung, Việt Nam đã mời các tổ chức Liên Hợp Quốc tiến hành khảo sát hiện trường. Một trung đoàn trưởng quân đội Trung Quốc vì quá bức xúc trước hành động tàn ác của PLA, sau này đã bí mật kể lại với báo chí. Quân đội vì thương vong quá lớn nên giết đến đỏ mắt. Cấp trên ra lệnh thực hiện chính sách tiêu thổ tức là tam quang, ba sạch tức là giết sạch, đốt sạch, cướp sạch. Mức độ tàn khốc khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Mức độ phá hoại vượt xa không quân Mỹ ném bom khi trước. Chỉ khác mỗi lính Nhật ở Trung Quốc khi xưa ở chỗ là không cưỡng hiếp phụ nữ. Chính các cơ quan tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc cũng đã đưa về tình hình quân đội Trung Quốc khi rút đều phải phá hủy tất cả. Nhà cửa của dân cũng phải đốt hết, gà vịt châu bò đều bán hết rồi ăn. Sau khi đánh chiếm các thành thị, lính Trung Quốc không những phá hủy tất cả nhà cửa mà đến cột điện cũng phá bỏ. Tất cả những thứ lấy được, kể cả là đường dây xe lửa cũng tháo dỡ mang về nước. Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, chỉ trong một tháng một ngày, 600,000 quân Trung Quốc đã tàn phá toàn bộ thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Cam Đường. 6 tỉnh biên giới bị san phẳng, bị quân xâm lược Trung Quốc phá hoại hoàn toàn. 330 làng bản, 735 trường học, 428 bệnh viện và trạm xá, 41 nông trường, 38 lâm trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ, 800,000 hecta lương thực hoa màu bị phá hủy hoàn toàn. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu người ở 6 tỉnh biên giới mất nhà cửa. Quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam theo phương châm đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Hai vụ việc điển hình nhất để minh chứng. Tại Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, 43 người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị giặc sát hại rồi vứt xác xuống giếng, lấy đá lấp lại. Còn ở thị xã Lạng Sơn, 100 đồng bào đều là người già, phụ nữ và trẻ em cũng đã bị giết. Lính Trung Quốc còn đặt mìn tại hang Bác Bó, di tích lịch sử văn hóa linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Tháng 2 năm 1979, bà Đoàn Thị Niếm ở Tổng Trúc mới 16 tuổi, nhưng là chị cả trong gia đình. Nên vào rạng sáng ngày 17 tháng 2, khi quân Trung Quốc tràn sang, bà đã dẫn mẹ già, bế em nhỏ tạm sơ tán vào hậu cứ ở xã Bình Dương, huyện Hòa An. Sau khi quân Trung Quốc rút, trở về nhà thì tất cả bản làng chỉ còn lại một đống tro tàn. Nhà cửa, thóc lúa đều bị đốt, bàn thờ tổ tiên cũng bị phá sạch. Đặc biệt khi trở về quê hương thì bà Niếm được biết quân Trung Quốc đã giết hại dã man 43 dân thường vô tội và quăng xuống giếng ở ngay sát nhà. Chúng đã dùng những thủ đoạn cực kỳ dã man để giết những người dân vô tội, như dùng búa, dùng lưỡi lê đập và đâm chết rồi vứt xuống giếng. Phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em. Nhiều xác đã bị phân hủy, không nhận ra được là ai nữa. Bà Niếm nói, ông Đào Nguyên An, quê ở Ninh Giang, Hải Dương, tốt nghiệp trường trung cấp Nông Lâm Trung ương,
sau đó lên tin nông nghiệp Cao Bằng công tác từ năm 1966. Từ năm 1976 đến năm 2016, ông là giám đốc nông trường chăn nuôi lợn tỉnh Cao Bằng. Trại lợn giống Đức Chính là một trong những thành viên của nông trường. Nhắc lại sự kiện đau thương trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, ông An khẳng định không ai biết chính xác ngày quân Trung Quốc giết hại 43 đồng bào vô tội và quăng xuống giếng. Nhưng ngày ông và một số người dân phát hiện những thi thể ở dưới giếng nước là ngày 9 tháng 3 năm 1979, nên có thể mọi người lấy ngày đó làm ngày giỗ cho các nạn nhân. Giếng nước có đường kính khoảng 3 mét, sâu 7 mét. Nhìn xuống dưới, thấy xác người la liệt, có người nằm sấp, có người nằm ngửa, có người nằm nghiêng. Ngay khi vớt thi thể của các công nhân trại lợn Đức Chính, ông An là người chỉ huy. Khi vớt các thi thể lên, thật không thể tưởng tượng nổi bọn chúng đã tàn bạo đến thế. Có người bị chặt chân, chặt tay, có người bị đâm nhiều nhát lê, đâm gậy tre vào ngực, bụng. Có chị còn bị khoét vú, rạch cả bộ phận nhạy cảm. Vợ của ông Nông Văn Ất, trưởng trại lợn Đức Chính, đang mang bầu cùng với 4 người con và một mẹ già cũng bị giết hại dã man rồi quăng xuống giếng. Ông An bùi ngùi, nhìn những công nhân và người thân của họ bị sát hại dã man. Với tư cách là lãnh đạo nông trường, ông An vô cùng đau xót. Lúc ấy làm gì đã kịp đóng quan tài, vớt thi thể lên, có người còn nguyên vẹn, có người đã bị phân hủy, phải gọi người nhà đến để nhận dạng. Sau đó dân quân đi chặt tre rồi trải ra đan thành phên. Thi thể vớt lên rồi quấn vào ni lông, rồi đặt lên phên tre quấn lại đem đi chôn ở một ngọn đồi cạnh ngã ba Cao Bình. Ông An nói và cho biết sau đó ông ốm đúng 3 tháng trời vì ám ảnh và bị viêm gan cấp. Chiếm được Lạng Sơn, sau gần 17 ngày xâm lược Việt Nam, quân đội Trung Quốc đánh chiếm được mấy thị xã, thị trấn nhỏ ở biên cương lại phải trả giá thương vong thảm hại. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ không đạt được mục đích dự kiến mà còn vừa mất phu nhân lại mất quân. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Họ lo lắng không phải là bao nhiêu binh sĩ đã chết, mà lo lắng rằng Việt Nam và Liên Xô đã ký hiệp định đồng minh quân sự từ trước đó. Trong đó quy định rằng bất kỳ bên nào của các quốc gia thành viên đồng minh trong 19 ngày bị kẻ thù xâm phạm thì phải xuất quân chi viện. Khi đó Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và cả Cuba sẽ xuất quân chi viện Việt Nam. Họ đã điện đàm cho cộng đồng quốc tế, thề sẽ dùng máu để hỗ trợ Việt Nam. Ngoài ra cả Mỹ và Nhật Bản đều nghiêm khắc lên án hành động xâm lược của Trung Quốc. Xét thấy áp lực quốc tế, hơn nữa Bắc Kinh không ngừng hao binh tổn tướng mà không có tiến triển. Và ranh giới 19 ngày cũng đã đến gần. Rất nhiều quân Liên Xô tập trung ở biên giới Trung Quốc, Mông Cổ và biên giới Trung Xô. Quân đội các nước Đông Âu, quân đội Cuba và Mông Cổ đều chuyển sang giai đoạn chuẩn bị chiến tranh cấp đặc biệt. Một lượng lớn bộ đội nhảy dù đang chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với những hành động như vậy, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đương nhiên biết rõ hậu quả. Trung Quốc tất nhiên sẽ không tránh được tình cảnh xấu hổ, thất bại. Vì thế, đành câm miệng chịu thiệt và tìm cho mình một thể diện. Đánh chiếm được Lạng Sơn, dùng rất nhiều máu tươi của chiến sĩ và những lời giả dối hoa mỹ tô vẽ thể hiện. Vì thế, sau khi chiếm được Lạng Sơn, liền vội vàng tuyên bố với thế giới bên ngoài. Cánh cửa lớn tiến vào Hà Nội là Lạng Sơn đã được mở toang. Mục đích của chúng ta đã đạt được, rồi vội vàng tuyên bố rút lui tất cả quân đội ra khỏi Việt Nam. Nhưng trong quá trình rút lui quân đội Trung Quốc cũng không còn an toàn sống sót trở về. Quân đội Trung Quốc vốn 3 ngày có thể rút lui xong, nhưng bị quân đội Việt Nam truy kích. Do đó rút lui 14 ngày mới hoàn thành. Tàn quân Trung Quốc bị quân đội Việt Nam đuổi theo, tiêu diệt gần 10.000 người. Quân đội Trung Quốc bắt đầu rút quân từ ngày 5 tháng 3. Ngoại trừ những người bị tiêu diệt và bắt giữ, không thể rút lui, những người còn lại lần lượt rút quân cho đến ngày 19 tháng 3 mới kết thúc. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Túc Dụ tại kỳ họp thứ 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối tháng 12 năm 1978 hậm hĩnh tuyên bố rằng chỉ cần một phần lực lượng của các quân khu Quảng Châu và Côn Minh là đủ sức để đốt sạch, phá sạch, chiếm gọn Hà Nội trong vòng một tuần. Không biết sau khi cuộc chiến diễn ra, ông này có cảm thấy xấu hổ với những gì mà quân đội PLA phải gánh chịu hay không? Cuộc chiến phản kích tự vệ chống Việt Nam đã kết thúc như thế đấy. Chiến tích là Trung Quốc lại có hơn 60.000 binh sĩ chết và bị thương. Và tổng số người chết và bị thương ở Việt Nam ngoài quân nhân
còn có một số lượng lớn phụ nữ, trẻ em và người dân vô tội bị giết hại dã man. Tổng cộng là hơn 50.000 người. Quả thật là tội ác, trời không dung, đất không tha. Quý vị thân mến, chiến tranh biên giới phía Bắc đã trôi qua hơn 40 năm. Nhưng khi điểm lại, nhiều luồng ý kiến vẫn thắc mắc rằng vì sao khi lâm vào bế tắc mà Trung Quốc không huy động đến những lực lượng nòng cốt của quân đội có khả năng tấn công mạnh như là không quân hay tên lửa. Còn Việt Nam, vì sao cũng không dùng đến lực lượng không quân lúc đó đang rất mạnh? Trong thời gian diễn ra chiến tranh biên giới năm 1979, dù Trung Quốc từng có lúc huy động lực lượng bộ binh lên tới 600.000 quân, hơn 500 xe tăng cùng hàng ngàn đơn vị pháo các loại, thế nhưng không quân Trung Quốc không hề tham chiến. Mặc dù các đơn vị không quân của quân khu Quảng Châu đã đặt vào tình trạng chiến đấu. Chắc quý vị cũng thắc mắc đúng không ạ? Và nếu không quân Trung Quốc tham chiến thì kết quả sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trong một bài viết gần đây, báo Trung Quốc đã chỉ ra nguyên nhân vì sao nước này không dùng lực lượng không quân trong chiến tranh Việt-Trung. Cụ thể như sau, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1979, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc phản công tự vệ kéo dài 28 ngày, chống lại Việt Nam và các hoạt động phòng thủ biên giới ở biên giới Quảng Tây và Vân Nam. Trong cuộc chiến tranh biên giới địa phương quy mô vừa nhưng ngắn ngủi nhưng khốc liệt này, quân đội giải phóng nhân dân đã tham gia cuộc chiến với 550.000 quân, trong đó lục quân là lực lượng chính, không quân và hải quân cũng được bao gồm. Theo thống kê, lúc bấy giờ có 878 máy bay các loại tham gia chiến tranh. Tuy nhiên, trong suốt trận đánh, lực lượng tác chiến của không quân chưa hề tham gia chiến đấu, máy bay tiêm kích không tham chiến, máy bay ném bom không tấn công các mục tiêu mặt đất và máy bay tấn công không tham gia chiến đấu trên không. Sở dĩ không quân không tham chiến là do tư tưởng chỉ đạo chiến tranh giới hạn. Nhiệm vụ Quân ủy Trung ương giao cho không quân đó là tăng cường tuần tra cảnh báo khu vực biên giới Trung Việt, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù xâm lược bất cứ lúc nào. Nói chung, không ra nước ngoài chiến đấu, đồng thời tích cực làm tốt công tác hỗ trợ bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Nguyên tắc tác chiến được xác định thực hiện nhiệm vụ này, đó là nếu địch không lợi dụng ta thì ta cũng không lợi dụng. Ta phải chuẩn bị đầy đủ tuần tra qua khu vực biên giới để chuẩn bị chiến đấu. Về phía quân đội đối thủ Việt Nam, họ phân tích đánh giá thế nào về nguyên nhân khiến cho lực lượng không quân giải phóng nhân dân không vào trận? Theo ghi chép lịch sử chiến tranh Việt Nam, ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến tranh biên giới cục bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc nổ ra. Quân Trung Quốc điều động khoảng 600.000 người, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và hàng nghìn khẩu pháo xuất phát từ Quảng Ninh, tỉnh ở phía đông. Một cuộc tấn công quy mô lớn được phát động chống lại Việt Nam dọc theo toàn bộ biên giới phía Bắc, từ thành phố Móng Cái ở phía Tây đến huyện Phen Tô, tỉnh Lai Châu. Trước tình hình gay gắt về mặt chỉ huy chiến đấu, Việt Nam chủ trương không triển khai sớm, lực lượng dự bị chiến lược cũng không vội rút số lượng lớn quân khỏi Campuchia, sẽ gây hỗn loạn bất ngờ mà chủ trương sử dụng quân khu 1 của nước ta. Hiện có các lực lượng vũ trang ở tỉnh Quảng Tây và quân khu 2 ở tỉnh Vân Nam, và họ sẽ phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân địa phương, đồng thời huy động một số quân từ tuyến thứ 2 đến tăng cường tiền tuyến. Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu đã xây dựng kế hoạch tương ứng để từng bước huy động lực lượng dự bị chiến lược, chuẩn bị phản công khi cần thiết và tiến hành phản công chung quy mô lớn của tất cả các quân chủng và vũ khí. Đầu tháng 3 năm 1979, Bộ Quốc phòng ra lệnh cho Tập đoàn Quân số 2 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu tại Campuchia, nhanh chóng huy động toàn bộ quân đội ra phía Bắc Hà Nội và phía Nam Lạng Sơn để tập hợp. Đồng thời cũng có quyết định thành lập quân đoàn 5 trên chiến tuyến Lạng Sơn. Ngày 2 tháng 3 năm 1979, gồm 5 sư đoàn bộ binh, sư đoàn 3, sư đoàn 327, sư đoàn 337, sư đoàn 338, sư đoàn 347 và các sư đoàn khác, xe tăng pháo binh mặt đất, đơn vị pháo phòng không. Ngoài ra, lực lượng chủ lực của quân đoàn, một lực lượng phòng không không quân và các đơn vị kỹ thuật khác sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Trong quá trình chiến tranh, phòng không không quân Việt Nam chỉ điều động máy bay vận tải thả dù tiếp tế cho quân bị quân Trung Quốc bao vây ở tiền tuyến. Nguyên nhân là một tuần sau khi chiến tranh biên giới nổ ra, một số lực lượng vũ trang ở huyện Trùng Khánh và huyện Xi An, tỉnh Cao Bằng đã bị quân Trung Quốc bao vây chặt chẽ và thiếu trầm trọng vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men và các vật tư khác. Quân Trung Quốc cắt đứt mọi con đường và sông ngòi, khiến việc vận chuyển trên bộ không thể thực hiện được. Đặc biệt đối với quân đóng ở khu vực biên giới huyện Thạch An, đài không thể hoạt động do hết pin.
Phi đoàn bay 919 thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, dưới sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu MiG-21 đã điều động máy bay vận tải IL-14 thả hàng tiếp tế cần thiết, khẩn cấp cho quân đội tại thị trấn Gansin và thị trấn Minh Cai ở huyện Trùng Khánh và huyện Xi'an. Điều đáng lo ngại là tại sao trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, dù Trung Quốc điều động tới 600.000 quân, hơn 500 xe tăng, xe bọc thép và hàng nghìn khẩu pháo các loại cỡ nòng, nhưng không quân lại không tham chiến. Thậm chí, dù Quảng Châu, lực lượng không quân của quân khu đã bước vào trạng thái chiến đấu. Về so sánh, lực lượng không quân Trung Quốc đã huy động tổng cộng 700 máy bay, tương đương tập trung với 1/5 tổng lực lượng tại khu vực biên giới Việt-Trung. Lực lượng nòng cốt là Sư đoàn Không quân số 7 và Không quân số 13 phân công. Quân chủng pháo không quân Việt Nam tuy không có số lượng máy bay tương đương nhưng lại có trang bị tiên tiến hơn và kinh nghiệm tác chiến phong phú. Ngoài nhóm tiêm kích chủ lực MiG, nước này còn được trang bị một số lượng lớn máy bay cường kích A-37 do Mỹ sản xuất và tiêm kích F-5 thu giữ từ năm 1975, giúp nâng cao đáng kể sức mạnh của lực lượng phòng không không quân và lực lượng phòng không, khả năng chiếm ưu thế trên không trong các tình huống không chiến. Về năng lực chiến đấu, không quân Trung Quốc rõ ràng có quy mô lớn hơn, nhưng vẫn chưa đạt được sự phát triển toàn diện về số lượng và chất lượng. Mặt khác, lực lượng này còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời kỳ đặc biệt của Trung Quốc những năm 1970. Trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, tiêm kích chủ lực của không quân Trung Quốc vẫn là J-6, phiên bản Trung Quốc của MiG-19. Việt Nam cũng đã trang bị loại máy bay này rất quen thuộc, nhưng máy bay chiến đấu này đã trở nên lỗi thời. Quân chủng phòng không không quân Việt Nam bắt đầu tiếp nhận loại tiêm kích MiG-21 của Liên Xô và các nước anh em từ năm 1968. Hơn 10 năm trước khi chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, có đủ kinh nghiệm bay và chiến đấu là đủ để đối phó với lực lượng không quân Trung Quốc. Qua nhiều tài liệu ở Trung Quốc, có thể thấy chất lượng phi công rất kém, rất tệ, trong số đó là lứa phi công vào cuối những năm 1960. Trong 10 năm tiếp theo, một nửa số vụ tai nạn máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc là do lỗi của phi công. Ngay cả vào năm 1966, các phi công của không quân Trung Quốc chỉ được huấn luyện bay 24 giờ mỗi năm và không tăng lên 40 giờ mỗi năm cho đến năm 1972. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ không được huấn luyện bắn đạn thật và hoàn toàn không có khả năng chiến đấu trên không. Chính vì những lý do này mà trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, bất chấp các cuộc giao tranh tàn khốc và bi thảm của lực lượng mặt đất, không quân Trung Quốc luôn thận trọng trong khi tham chiến. Lực lượng phòng không không quân Việt Nam hùng mạnh, không chỉ có lực lượng không quân tinh nhuệ mà còn có các đơn vị phòng không đặc biệt được trang bị tên lửa đất đối không hiện đại do Liên Xô hỗ trợ. Loại vũ khí này được coi là vũ khí tiên tiến nhất ở châu Á vào thời điểm đó. Thời gian không chỉ vậy, do đã đánh bại toàn bộ máy bay chiến đấu hiện đại của không quân Mỹ trên miền Bắc từ nhiều năm trước, nên lực lượng phòng không Việt Nam hoàn toàn có khả năng khiến cho lực lượng không quân tương đối lạc hậu của Trung Quốc phải trả giá đắt. Qua bài viết của báo Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng lực lượng không quân của Trung Quốc đã rất thận trọng khi lựa chọn tham chiến hay không. Và tờ báo này cũng nhận định rõ là lực lượng phòng không không quân của Việt Nam thời điểm đó rất hùng mạnh. Tuy nhiên, có nhiều điểm mà tờ báo này vẫn nhận định sai. Thứ nhất là về tính chất của cuộc chiến. Đây là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do Trung Quốc tiến hành chứ không phải là chiến tranh tự vệ gì cả. Cho nên luận điểm này là sai về mặt lịch sử hoàn toàn. Có thể chính truyền thông Trung Quốc cũng đã bị chính quyền mị dân. Họ chẳng còn biết đâu là sự thật nữa. Thứ hai, tờ báo này nói rằng nhiệm vụ của không quân đó là tăng cường tuần tra cảnh báo khu vực biên giới Việt-Trung, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù xâm lược bất cứ lúc nào. Nói chung, không ra nước ngoài chiến đấu, đồng thời tích cực làm tốt công tác hỗ trợ bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Nguyên tắc tác chiến được xác định, thực hiện nhiệm vụ này, đó là nếu địch không lợi dụng ta thì ta cũng không lợi dụng địch. Ta phải chuẩn bị đầy đủ tuần tra qua khu vực biên giới để chuẩn bị chiến đấu. Thực tế, đây chỉ là sự bao biện cho sự kém cỏi của không quân Trung Quốc khi đó. Bởi nếu Trung Quốc thực sự mạnh về không quân thì chắc chắn đã đưa hàng trăm máy bay các loại tấn công Việt Nam rồi, chứ không phải ở đó canh giữ biên giới. Chẳng qua là họ không tự tin mà thôi. Hơn nữa, nếu dùng không quân tấn công sang biên giới Việt Nam, Trung Quốc sợ sẽ lòi cái đuôi của kẻ xâm lược, chứ không phải là chiến tranh tự vệ như là Trung Quốc đã và đang tuyên truyền.
Điểm lại sẽ thấy Trung Quốc triển khai các mũi tấn công chính đều tập trung vào các thị xã, thị trấn lớn và các cửa khẩu quan trọng trên biên giới. Các mũi tấn công nhỏ tuy nhiều nhưng chủ yếu làm nhiệm vụ căng kéo lực lượng ta và đánh chiếm những khu vực không quan trọng. Như vậy, rõ ràng là trước khi tiến hành chiến tranh xâm lược, Trung Quốc không có ý đồ đánh xuống Hà Nội. Sau giai đoạn 2, Bắc Kinh lại càng không dám bởi lúc đó đã thiệt hại quá nặng nề. Ngay cả trong trường hợp nếu chiếm được 5 tỉnh phía Bắc một cách thuận lợi, quân xâm lược cũng không dám và không thể đánh xuống khu vực đồng bằng của ta. Việc này trước hết xuất phát từ tuyên bố về một cuộc chiến phản kích tự vệ. Giới hạn cuộc chiến trong phạm vi một cuộc xung đột biên giới nên Bắc Kinh không thể xua quân xuống đồng bằng nước ta để lòi cái đuôi xâm lược, sẽ bị thế giới phản đối mà cũng bị đặt trong tình trạng bị Liên Xô tấn công bất cứ lúc nào. Ngược dòng lịch sử, trước cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Trung Quốc cũng đã từng chủ động gây ra hai cuộc chiến tranh biên giới quy mô lớn đối với Ấn Độ vào năm 1962 và Liên Xô năm 1969, đều với lý do được tuyên bố là đáp trả những hành động xâm lấn của đối phương. Trong cả hai cuộc chiến này, cả Liên Xô, Trung Quốc và Ấn Độ đều chỉ sử dụng các lực lượng bổ binh, các quân khu, các lực lượng biên phòng và dân binh, không huy động đến không quân tên lửa do tính chất ban đầu của cuộc chiến đã được Bắc Kinh tuyên bố rõ ràng là xung đột biên giới. Một thời gian dài trước các cuộc chiến tranh biên giới với Liên Xô, Ấn Độ và cả Việt Nam thì Trung Quốc bao giờ cũng chủ động gây ra các mâu thuẫn về biên giới, gây dư luận về tình hình tranh chấp chủ quyền căng thẳng giữa các nước để tạo cớ cho việc gây chiến. Ví dụ như ở Việt Nam từ năm 1978 đến đầu năm 1979, mức độ xâm phạm lãnh thổ, hoạt động vũ trang mang tính khiêu khích tại biên giới Việt Nam của Trung Quốc là ngày càng nghiêm trọng. Theo công bố trong bị vong lục của Bộ Ngoại giao ngày 15 tháng 2 năm 1979, số vụ xâm phạm vũ trang của Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam năm 1978 là 583 vụ, tăng đột biến so với những năm trước đó. Đồng thời, việc làn sóng người Việt gốc Hoa về nước ùn ứ tại các cửa khẩu cũng gây ra những căng thẳng lớn. Năm 1979, chỉ trong tháng 1 và cho đến nửa đầu của tháng 2, số vụ xâm phạm biên giới của binh lính Trung Quốc đã lên tới 230 vụ, gần bằng nửa so với cả năm 1978. Không những vậy, Trung Quốc còn cho trên 100 lượt máy bay xâm phạm vùng trời và 481 lượt tàu thuyền hoạt động khiêu khích trên vùng biển của nước ta. Việt Nam đã phải nhiều lần ra tuyên bố và gửi công hàm phản đối hành động xâm phạm biên giới Việt Nam tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Điều này cũng cho thấy rằng Trung Quốc đã manh nha kế hoạch xâm lược từ rất lâu và chủ động tạo cớ cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta ngay từ đầu năm 1978. Đây là dấu hiệu quan trọng để nhận diện những hành động quân sự nguy hiểm của Trung Quốc ngay từ giai đoạn manh nha ý đồ. Trở lại với các cuộc chiến Trung Xô và Trung Ấn do Trung Quốc gây ra. Dù ai thắng, ai bại thì cả ba nước đều không muốn leo thang xung đột với các đối thủ mạnh, kể cả bên chủ động tấn công là Trung Quốc. Do đó, họ đều chỉ sử dụng các lực lượng tác chiến trên bộ. Mục đích của cả Liên Xô, Trung Quốc và Ấn Độ đều là nhằm giới hạn phạm vi của cuộc chiến về vấn đề tranh chấp biên giới, vì nó dễ dàng đình chiến và đàm phán thỏa hiệp hơn nhiều so với một cuộc chiến tranh bị quy là xâm lược hoặc là chiến tranh có quy mô lớn. Không ngoài mục đích này, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, mặc dù cũng đã huy động ra các sân bay tuyến 1 với 1.700 chiến đấu cơ các loại, nhưng máy bay chiến đấu của Trung Quốc không dám bay sang đánh phá Việt Nam mà chỉ bay chở chiến bên không phận của họ. Tuy họ có số lượng máy bay rất lớn, nhưng phi công không có kinh nghiệm tác chiến. Còn thế hệ phi công cũ trong chiến tranh Triều Tiên vào thập niên 50 đều đã nghỉ hưu. Ngoài lý do muốn hạn chế quy mô và tính chất chiến tranh, ngay từ đầu Trung Quốc cũng đã xác định không thể đánh nổi xuống Hà Nội là do thời điểm đó, lực lượng tham chiến ban đầu chủ yếu là bộ đội địa phương và dân quân du kích mà họ cũng không thể thắng nổi. Trong khi đó, lực lượng chủ lực rất mạnh của quân đoàn 1 Việt Nam đang triển khai ở khu vực phía Bắc và đã gian trận bảo vệ thủ đô. Nếu tiến qua được tuyến phòng thủ biên giới, Trung Quốc cũng hao tổn binh lực quá lớn do gặp chủ lực của quân đoàn 1. Còn các sư đoàn tăng cường từ miền Trung, miền Nam và mặt trận Tây Nam chắc chắn sẽ được điều động về tham chiến. Đến khi quân Trung Quốc đã mỏi mệt, họ sẽ phải nhận thất bại thảm hại hơn. Hơn nữa, khi tiến xuống đồng bằng để đối phó với lực lượng chính quy lớn được viện trợ những vũ khí hiện đại nhất của Liên Xô, thì Trung Quốc xác định là không thể giành chiến thắng chỉ bằng với lực lượng lục quân mà phải sử dụng các lực lượng tấn công mạnh như là không quân. Song khi đó, xung đột quân sự sẽ biến thành một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô.
Trung Quốc không còn có thể rêu rao là chiến tranh phản kích tự vệ khu vực biên giới, mà rõ ràng là điều này sẽ gây nhiều bất lợi về ngoại giao cho Trung Quốc. Hơn nữa, còn khiến cho họ có thể lâm vào tình trạng lưỡng đầu thọ địch. Vậy câu hỏi tiếp theo được đặt ra đó là nếu Trung Quốc dùng không quân vào cuộc chiến năm 1979 thì sẽ như thế nào? Thực tế thì chẳng cần phải nghĩ, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được câu trả lời. Vì Trung Quốc có dùng không quân hay không thì kết cục vẫn là thua nhục nhã và cun cút về nước mà thôi. Bởi vì thứ nhất là không quân của Trung Quốc hồi đó không mạnh, thậm chí còn rất yếu kém. Nhiều tài liệu của Trung Quốc đã ghi nhận chất lượng phi công của nước này là rất kém. Trong đó kém nhất là lứa phi công được tuyển chọn vào cuối thập niên 60. Trong 10 năm sau đó, một nửa các vụ tai nạn máy bay chiến đấu mà Trung Quốc gặp phải đều là do lỗi thao tác của phi công. Thậm chí trong năm 1966, thời gian huấn luyện bay của một phi công Trung Quốc chỉ là 24 giờ bay trong một năm. Tới năm 1972 mới tăng lên được 40 giờ một năm, nhưng phần lớn không được huấn luyện bắn đạn thật và hoàn toàn không có khả năng không chiến. Chính những lý do trên đã khiến cho không quân Trung Quốc phải thận trọng khi tham chiến trong chiến tranh biên giới năm 1979. Mặc cho lực lượng bộ binh của chúng ở dưới mặt đất gặp muôn vàn khó khăn khi vấp phải sự phản kháng quyết liệt của quân và dân ta. Trong khi đó thì lực lượng không quân Việt Nam của chúng ta hồi đó rất mạnh, thậm chí là ngay đến ông lớn Mỹ cũng phải chào thua. Hẳn quý vị còn nhớ Hà Nội 12 ngày đêm và B-52 pháo đài bay mạnh nhất của Mỹ cùng với nhiều loại máy bay khác đã rụng như sung trên bầu trời miền Bắc rồi đúng không ạ? Đến Mỹ còn thua thì Trung Quốc làm gì có cửa? Thời điểm đó, không quân của ta dù không có số lượng máy bay quá nhiều nhưng lại được trang bị tốt hơn và có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Bên cạnh các trung đoàn không quân chủ lực của ta còn được trang bị thêm các máy bay chiến đấu như là A-37 và F-5 thu được của Mỹ sau năm 1975, giúp tăng cường đáng kể sức mạnh không quân và khả năng làm chủ bầu trời trong trường hợp xảy ra không chiến. Ngoài ra, không quân Việt Nam đã nhận được một loạt máy bay MiG-21 từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1968. Nghĩa là trước cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc hơn 10 năm, một thời gian quá đủ để các phi công của ta tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu để đối phó với loại máy bay xương sống chủ lực mà Trung Quốc đang có thời bấy giờ. Tuy nhiên, sức mạnh của phòng không không quân Việt Nam không chỉ có các đơn vị không quân tinh nhuệ mà còn có lực lượng phòng không, nhất là các loại vũ khí, khí tài tên lửa, đất đối không hiện đại được đánh giá là thuộc vào loại mạnh nhất của châu Á thời điểm đó. Không những thế, với chiến tích đánh bại đủ loại máy bay hiện đại nhất của không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc nhiều năm trước đó, phòng không Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng khiến cho không quân Trung Quốc tương đối lạc hậu có thể phải trả giá rất đắt. Nắm được tình hình, nên là đến cái suy nghĩ bay sang bầu trời Việt Nam thì Trung Quốc khi đó cũng chẳng dám nghĩ đến, chứ ngồi đó mà oai, nào là canh giữ biên giới, nào là nếu địch không tấn công thì ta cũng cứ ở đó. Gớm, đem quân sang xâm lược Việt Nam mà giờ ngồi hát hay bài ca tự vệ quá, đúng là thâm như tàu quý vị ạ. Tóm lại là trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979, không quân Trung Quốc không dám tham chiến là do họ sợ phòng không không quân Việt Nam mạnh và tinh nhuệ. Và giả thiết là nếu họ có đem toàn bộ không quân sang tham chiến thì chắc chắn cũng sẽ vẫn thua thôi. Vì sao thì chúng tôi mới phân tích rồi, chuyện này không cần phải bàn thêm nữa đúng không ạ?